là ngày 13 tháng 3. À, anh Dũng, Xuân Hòa và mấy anh hai anh em cũng ở bên đó về cánh Trung Minh đánh cu ở Buôn Vô. Là anh em rất là thành công nha anh em. Đây, ông Rui. Anh Dũng mới hái vừa một ổ em Rui chập vời. Chết chút luôn anh em. Nhiều. Quá đã. Nãy giờ anh Dũng bắt được một con. Biết rồi, anh Tiên được một con. Anh Tiến thì sáng nay chưa có đuôi nào hết. Giờ nướng bê ghim thịt. Bạc Đòn thì bận việc sáng 9 giờ mà ra. Chưa có đuôi nào hết. Tổng cộng là sáng giờ bắt được 4 đuôi. Bảy ngư được 4 đuôi. Anh Tiến được 3 đuôi. Thì bỏ vô. Anh Tiến làm bóng túi. Hả? Đây là con bấu bấu khủng của bấu khủng của anh Dũng bác. Cơm mà. Cơm. Con nào đấu con gà đem về đấu con gà mẹ nó. Gà có ký đã lên được à. Cái máy cái cô anh. Gà gì cũng được. Anh Đoàn ở khu vực trên này biết mà sao con đỡ trên này qua. Sáng anh Dũng chơi cánh bên này anh Dũng. Anh đi xe đây dốc lại không? Ủa, anh để bác nó bên đó không? Vô đâm keo ấy. Trên khỏi đâm keo luôn, qua tới cái đâm tre ấy. Xuống đây mà đi mà gần mà đi tìm cách đi lùi cho rành cái ông hai đó thì mày. Nè bông. Ủa thân. Để đỡ cho. Tiên sáng bắt được một con chim bổi mới đi bắt nha anh em. Anh em chơi khu vực này rất là nhiều chim mà đi, nói chung cũng đi còn phải trúng luôn rồi nha anh em. Bên mình thì 4 người, Trung Hòa thì 3 người, về đi chơi rất là vui. Hôm nay đi có anh hai đi đem chén mà bảo quên gì xe xuống lấy. Hai sáng cái buổi nào chạm không? Không. Giờ anh em chưa đang vừa nấu cơm và lấy mật ong. Chưa đang lấy mật ong. Bà cho rượu uống được không? Uống được rồi. Ngọt lắm. Uống rồi chết á. Uống rồi. Cháu nhấn chết á. Cháu nhấn chết á. Ôi đụng mê, đổ chén đi nó uống chết mày. Đổ dạ. Đậu quá. Này dạ. Thằng Diễn, dạ. Đổ đụng má, đổ dạ. Hàng mày nhìn đói bữa trưa nay khỏi ăn cơm á. Trời ơi, sao đỡ chí vậy? Đủ chí nó bầu mày lo. Đi giờ vợ. Ê, mà đỡ lấy lửa liếm. Lấy lửa cơm vô liếm này bao hoàng. Món đây có nhú. Wow, đẹp quá đẹp. Hưng là giống. Tiếng cừ hít chân răng luôn nha. Hôm nay mà có anh mới thấy được ô em rùi mặt thiệt ở trên núi này. Thằng này khỏi sợ giả luôn ạ. Khỏi sợ giả luôn ạ. Đồ thì cái nước giá bằng này. Thằng này chắc luôn cao ạ. Thằng này bêu sạch. Chân trước tao cao quá, tao kéo miếng không được. Thôi hớt. Đồ, rớt xuống. Bởi tôi tao gặp cái kia.
Không được cây đâu. Không cây. Con tao. Mày nha. Tao gặm mày, liếm. Liếm. Ờ. Múc. Đâu. Múc. Tao leo lên cây giấy. Cắt được. Múc bao nhiêu là lấy sức rồi đi bắt bắt bôi. Khi nào anh dứt hết cái cây này gì à, cái anh đấu với em chẳng móc không ta? Hết đen đen không? Hết được không à thấy không? Mày nói kiểu đó. Giờ chết gớm không? Đây còn cái xác, bảo đây. Coi nghe ông hai, tôi dứt nó rồi, giờ ông hết nhiệm vụ nghe ông coi không? Ông làm đổ rồi nhìn ăn lấy nhiều hơn. Đồ tiếng xước, xước. Ta cõi luôn rồi nha anh em. Từ đục thuốc cắn luôn rồi giỏ cây ơi. Ông mà. Ôi. Chạy thôi chiều đi, ai mà chịu nổi. Coi ngựa ghi coi nồi chi mặt chứ đâu phải nồi chi cây. Ừ. Ai cắn vô cây. Đây còn cái bầu luôn nha. Múc luôn. Đồng đồng cắn đồng mà. Hai cục quay. Quay à. Tiếng nè. À quay 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 lòng mày không? Cỡ đó mà người gì không? Mình đi mất cái rớt cái máy quay phim nên đi tìm miết rồi vừa anh em nấu xong hết rồi. Cái mẹ chỗ anh đi ăn thôi. Chim mẹ chim tiền ở bên đấy mà đánh chuối. Đục chuối vậy cả chút xíu xem đâu thêm không? Rồi đây anh em. Quẹt xuống ghe đâu? Cơm ăn dày mà biển không đi rừng sao được. Nồi cơm giống nước nồi cơm. Nếu người ta dạy lên mình đi nghe bờ. Ừ. Rớt xuống rồng. Dạo này anh Dũng này tăng cường đi anh Dũng. Thấy thôi lật rồi cơ bắp rồi nở lên mà. Mấy bữa lên bụng mỡ quá. Ba dòng có con dòng nó nở mà mấy dòng kia nó teo rồi. Đòn à, bạc đòn thì lớn tuổi nhưng mà rất nhiệt tình nha anh em. 9 giờ rồi mà hỏi cả nào là đua đây liền. Đây xong thịt. Lấy kéo kéo mai chén vô anh Đồn. Xong là thịt gà. Nhịt nát. Chú lấy cái rượu lên mày. Đâu? Đây. Wow. Cho mặt phe đi không? Đẹp. Phe không rượu không? Đổ vô chén, ha, vô chén lộn lộn rồi chế vô. Rượu chuối đó mà. Vô phe luôn. Đi cũng rượu chuối cho chứ gì? Vô phe đại vô chứ. Phe đại ra chuối. Tiên xén này ghi một bàn. Uống không ngon. Anh Tiên là rất hẹp ở bung vô. Đi đi. Hôm trước anh em không có gì là anh Tiên nó bắt hai đuôi liền. Đó. Thôi chút nữa người hết. Đang xem trắng miệng ngừng miếng. Đứa này là con nhỏ anh em về à? Không ai. Lấy cái bị bóng nào đây. Đồ mặt ong nha anh em. À, tí nữa xin mời anh em chớ xem chớ đây không? Chớ vô từng một chai một ít thôi. Chị đi. Chị đi gì đây? Mắm không? Mắm. Mắm giống rượu Tây dữ chứ. Đúng anh Dũng không? Cái tô chén này thì đẹp mà. Mắm chơi lên đồng trà. Giờ đi. Đây mà đây đẹp rồi mà cảnh đi nha. Ngọt bạn ơi. Đẹp lắm cảnh đấy này. Vừa đó không quá nó ngọt. Được đâu. Rồi cái ly đấy như đấy được đâu. Đũa còn cái đống kia mà đũa bắt đó. Đây. Thôi cứ xem về đấy rồi xem về máy chơi đi luôn. Chứ xem cũng xem đi luôn không? Ừ. Rồi bà chơi chơi chút. Chút. Chơi hết luôn chơi luôn. Ở đây chơi, đây chơi còn. Anh Tiến chút cái múc cái màu. Múc cái mu luôn. Để mà chưa cho anh Tiến. Đợi hoa tàu. Không. Cái mu luôn. Rồi chén vô kì ly. Lấy cái chén đi chứ. Chén gì nữa chứ. Đừng tén chung. Rồi cái cục sáp. Lấy cái cục mặt ra. Lấy coi mặt. Cho vô bự đấy. Ồ. Trời ơi. Hai con đây dở nhìn đói dữ không ờ. Thêm đói với ai nữa không. Quay kìa. Trời. Điếp đi. Sao cục nó làm âm mè nó như vậy. Đây cái mu đây, múc cái mu. Ngại gớm. Đúa. Ngại gớm. Xúc cái liền. Đúng chưa? Đó, kiếm nó lên đây. Ừ, kiếm đây. Mặt em cỡ đó là sẽ múc lên được. À, cơ bắp cuồn cuộn. Xeo tét. Ngọc con cá bọn cung. Rồi nó vừa vừa chấm. Rồi. Bữa đây cho chó thịt gà cái đem vô tấu cho xem tấu. Đấy. Đây, chút là. Đây.
giờ xeo cho mày chọn hai thì đi đầu ra chưa chưa. Rồi thôi chào em nha. Chào ăn ngay cho tao đón vậy không được đốt anh. Đây đang phải cho đầu.